Cô Lê xin chào tất cả các con. Sau một thời gian nghỉ dịch và nghỉ Tết kéo dài, các con có thấy nhớ trường, nhớ lớp và nhớ các cô không nào? Các cô cũng rất là nhớ các con đấy. Và hôm nay cô Lê quay video này để cùng chúng mình học một bài thơ mới. Bài thơ thuộc chủ đề thực vật mà chúng mình đang học ở lớp đấy. Bài thơ này rất là hay, nói về một loài cây rất là dễ thương và đáng yêu. Để biết bài thơ hay như thế nào thì chúng mình cùng lắng nghe cô Lê đọc bài thơ nhé. Cây dây leo. Cây dây leo bé tí teo, ở trong nhà lại bò ra ngoài cửa sổ. Cây nghền cổ lên trời cao, hỏi vì sao cây trả lời ra ngoài trời. Cho dễ thở ngắm nắng gió, gặp mưa rào cây mới cao, hoa mới đẹp. Cô Lê đã đọc xong bài thơ rồi, cô đố cả lớp mình bài thơ có tên là gì? Cô vừa đọc có tên là cây dây leo. Các con nhớ chưa nào? Các con thấy bài thơ này có hay không? Vậy chúng mình cùng đọc lại một lần nữa với cô Lê nhé. Cây dây leo. Cây dây leo ở trong nhà lại bò ra ngoài cửa sổ. Và nghiệt cổ lên trời cao, hỏi vì sao cây trả lời ra ngoài trời. Cho dễ thở mưa rào cây mới cao, hoa mới đẹp. Bài thơ rất là hay đúng không nào các con? Bài thơ này nói về một loài cây thân mềm và thường hay thích leo lên bám vào những vật cao cứng chắc khỏe. Nhưng ở trong nhà thì mình thường hay cho cửa sổ để cho cây leo lên cửa sổ. Ở ngoài trời thì mình thường cho cây leo lên mái nhà hoặc leo lên cây cột, những sàn đấy các con ạ. Để giúp cho bầu không khí của ngôi nhà mình thêm trong lành này, tô điểm cho ngôi nhà mình thêm đẹp hơn. Ở nhà bạn nào có cây dây leo thì chúng mình nhớ chăm sóc, tưới nước cho cây và bắt sâu cho cây để cây càng ngày càng lớn, khỏe và nở nhiều hoa nhé. Con có đồng ý không? Và các con nhớ học thuộc bài thơ, đọc đi đọc lại nhiều lần để có thật thuộc. Để khi nào đến lớp và con đọc tặng các cô. Con có đồng ý không nào? Bây giờ thì thời gian đã hết rồi. Cô xin chào tất cả lớp mình và hẹn lại lớp mình trong những video lần sau.